Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 18:30 chiều tối ngày 22/2/2024, mình đang có mặt tại khu Hòa Bình quý vị ạ. Ngay ngã ba này đi bên phía tay phải là chúng ta vào con đường Nguyễn Chí Thanh. Đó. Đi theo bên phía tay trái chạy xuống dưới là xuống hồ Xuân Hương, xuống chợ đêm nè quý vị. Năm xưa ở đây thì có những cái khách sạn cũ, đó là khách sạn Anh Đào, nhà hàng Nam Sơn. Tuy nhiên được tu bổ và sửa chữa lại thì quý vị thấy nó cũng mới và sáng ha. Đấy, tòa nhà ngân hàng ở bên này thì còn rất là cũ này. Nhìn công trình kiến trúc ở trên rêu phong ha. Từ cái thời mà trước 75 luôn á. Đà Lạt chiều tối hôm nay thì trời mát mẻ, không khí rất là dễ chịu. Nguyên cả ngày, nói chung khí hậu Đà Lạt thì tuyệt vời quá rồi. Cả ngày lẫn đêm khí hậu mát mẻ dễ chịu. Nhất là cái mùa khô này nó dễ chịu lắm quý vị. Bước vào mùa mưa thì nó hơi khó chịu một chút là tại vì ra đường nó ướt át ấy. Còn thêm mùa này và nó là trăm hoa đua nở, rất là đẹp. Hoa phượng tím, hoa anh đào và nó là bừng nở luôn, hoa ban nữa. Dọc theo con đường Lê Đại Hành này á, ở bên này cũng có những cái hàng hoa mai anh đào đang nở đó quý vị này. Không biết bữa tối quý vị có thấy không? Bên dưới sáng sáng đó là chợ đêm đó ha. Dọc này thì có những cái quán cà phê. Chúng ta có thể ngồi ở ngay trung tâm này để ngắm phố phường được. Xuống dưới này là bùng binh nước ha. Ngay khu vực này là cái bưu điện này. Bây giờ người ta đang nâng cấp và sửa chữa lại, đóng cửa ngưng hoạt động và nâng cấp sửa chữa ha. Mai mốt nó sẽ có một cái diện mạo mới, đẹp hơn. Đẹp hơn và nó có thể là hiện đại hơn nữa ha. Đó, bây giờ là hàng loạt chiếc xe đoàn nó sẽ đủ khách ở ngay khu vực này để cho bà con mình đi vào chợ đêm để tham quan ha. Đó, những anh chị dẫn đầu đoàn khách đấy. Và mình thấy đa số mùa này là khách nước ngoài, đó là khách Hàn Quốc khá là nhiều. Những đoàn này không biết là khách Hàn Quốc là khách gì. Hôm nay là chuẩn bị rằm rồi. Chuẩn bị tới rằm tháng giêng rồi quý vị. Trăng khá là tròn, rất là đẹp. Rằm tháng giêng và nó trăng sáng vằng vặc luôn. Tầm khoảng 7:30 đó quý vị thì khu vực ở dưới chợ đêm nó sẽ tấp nập và nhộn nhịp du khách đấy. Tối hôm qua cũng đã thấy khá là đông rồi. Ngày mai đó và đến những ngày cuối tuần nào quý vị thì phải nói là đông nghẹt luôn á. Nói chung thì vẫn còn dư âm của Tết đó quý vị ha. Ủa chị này chở rất là nhiều bông hồng ở trong làng hoa Vạn Thành ra chợ bỏ đấy. Đợt này mình thấy nhiều anh em tài xế, người tham gia giao thông sẽ
khó khăn hơn trong việc điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đó. Nói chung nói khó thì khó hơn ngày xưa, nhưng mà chả khó gì. Khi mà chúng ta chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ thì cũng chả khó gì hết quý vị. Chỉ có chúng ta mà cố tình mà vi phạm thì nó mới khó thôi. Cố tình lách luật thì nó mới khó thôi. Chứ còn không, nếu như mình chúng ta tuân thủ nghiêm chỉnh những cái luật lệ giao thông thì chả gì là khó cả. Thời gian vừa qua là siết lại nồng độ cồn. Và hôm qua mình cũng có nói là Bộ Công an đang đề xuất là gì, là đưa cái ngưỡng nồng độ cồn về không. Tức là anh có nồng độ cồn mà không được tham gia giao thông, không được lái xe. Trước đây thì có cái ngưỡng ha. Và chừng đó thôi là anh em tài xế cũng tới là phàn nàn này kia rồi. Bây giờ Bộ Công an cũng đang đề xuất để đưa vào cái dự thảo luật, đó là sẽ trừ điểm những người mà có bằng lái xe khi mà tham gia giao thông và bị vi phạm. Tức là họ đề xuất là trong một năm á, mỗi người có cái bằng lái xe thì sẽ được 12 điểm. Và trong một năm đó, nếu như anh vi phạm và trừ hết 12 điểm đó thì anh bắt buộc phải học lại, thi lại, sát hạch lại, giống như là làm mới luôn quý vị ha. Giống như học thi mới luôn á. Đó, làm gắt quý vị. Nếu như luật đó thông qua thì anh em ra đường cẩn thận ha. Tới con chuyền luôn nữa rồi đó. Nhớ cẩn thận, không thôi là trừ hết một cái là xong luôn rồi quý vị. Đi học lại khó khăn lắm. Bây giờ đi thi lại bằng lái nó khó hơn ngày xưa rất là nhiều, và tốn kém nữa. Mà thời gian nó kéo dài, không phải là giống ngày xưa đâu. Bên này là sân golf của quý vị nè. Trong này là sân golf ha. Tòa nhà ở trong này vẫn đang nằm sừng sừng ở trong đó. Tòa nhà câu lạc bộ golf đấy. Đó, hồ Xuân Hương. Buổi tối thành phố lên đèn và hồ Xuân Hương êm đềm. Còn thêm bà con mình đi tản bộ trên bờ nữa, quá đẹp. Có nhiều người vì công việc này kia không biết vì sao mà ra đường vi phạm, nhiều lúc một tháng 2-3 cái biên bản phạt, mà chưa kể phạt nguội nữa. Mà nếu như vậy thì trong vòng một tháng có thể trừ gần hết điểm luôn nữa quý vị. Thì Bộ Công an họ nói cái việc mà trừ điểm như vậy á, là được thực hiện áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, ví dụ Singapore, Nhật Bản và Trung Quốc. Họ quy định rất là nghiêm ngặt. Thì hiện nay Việt Nam cũng đang học hỏi và áp dụng cái luật đó vô. Trước đây thì nó đã có rồi. Trước đây bằng hình thức thủ công, đó là nói là bấm băng đó. Sau này lại bỏ bấm lộ đó quý vị. Trước đây nghe nói là bấm lộ mà trong vòng 3 lộ là phải đi thi lại gì đó. Nhưng họ thấy bất cập cho nên gì bỏ rồi. Bây giờ chuyển qua đề xuất là sẽ trừ điểm đó. Ví dụ như là trong 1 năm anh trừ còn 2 điểm chẳng hạn, nhưng mà cuối năm rồi anh đừng có vi phạm nữa, qua năm sau thì nó sẽ về lại 12 điểm. Chứ không phải là trừ còn 2 điểm là qua năm sau còn 2 điểm nữa đâu. Nó quy định trong vòng 1 năm thôi quý vị ạ. Sẽ có rất là nhiều anh em tài xế đang làm cái nghề mưu sinh hoặc là chạy trên đường, nó cũng sợ lắm. Sợ vấn đề này lắm. Từ sợ côn cho đến sợ bấm băng, bấm biết này kia lắm. Rồi sợ trừ điểm này kia lắm. Càng nhiều luật khắc khe ra là bà con mình cũng ai ngại. Nhưng mà luật ra cũng
để làm gì quý vị? Cũng để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội và mang đến cái hạnh phúc cho mọi người mà thôi. Nếu như mà chúng ta chấp hành đúng thì chạy việc gì phải sợ hết quý vị. Chúng ta chỉ sợ làm sai thôi. Và chúng ta cũng sợ nhiều lúc những cái người thực thi công vụ họ làm chưa đúng mà thôi, hoặc là cố tình làm sai mà thôi. Ví dụ như cảnh sát giao thông, còn tất cả đều làm đúng, cứ tuân theo luật mà làm thì chả có việc gì phải sợ hết ha. Ra ngoài này là cuối Hồ Xuân Hương, vườn hoa thành phố rồi quý vị. Hiện tại bây giờ là khu vực ở trong này là ẩm thực đêm ha. Ngoài này nó nhộn nhịp tấp nập giống như là ở trong chợ đêm vậy đó. Xe ngựa tập trung rất là nhiều. Xe ngựa thì bà con mình cái xe đạp bằng á, bây giờ lên là bà con mình cũng hốt bạc ấy. Dừng đây một cái ha. Quá một đống xe ngựa luôn quý vị ạ. Riêng mà hai chiếc xe đoàn này đổ xuống và xe ngựa này đi thì phải nói là bà con mình hốt bạc lắm rồi. Một tour như vậy là mấy trăm ngàn đó quý vị. Chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương à, hoặc là chạy vào tới đầu đường Đinh Tiên Hoàng chạy ra lại. Chung người cũng thở dốc luôn rồi. Chở hồi nãy giờ là như cũng khá là mệt. Mấy hôm nay là mấy xe ngựa là làm ăn được, tại xe đoàn lên họ làm nhiều quá. Quá tuyệt vời luôn. Chụp hình, chụp ảnh ha. Trong đó là cả trăm chiếc xe lưu động đó, bán ẩm thực luôn quý vị. Khách này là khách Việt á. Bà con mình buổi tối thường hay thích đi xe ngựa hoặc là xe điện này, dạo vòng Hồ Xuân Hương. Đó. Rồi xuất phát lên đường, lượm tiền thôi. Anh em mình xếp tay đấy. Đó, du lịch sau Tết nó vẫn diễn ra, mặc dù nó không rầm rộ giống như Tết nhưng mà thật sự ra cũng có nhiều dịch vụ làm ăn được lắm quý vị. Nó không khỏa lấp hết được nhưng mà ai làm được thì mừng cho người đó ha. Xuất phát lên đường, quá đẹp luôn. Đó, xe ngựa là đặc trưng của phố núi mà, Đà Lạt. Khách Hàn Quốc, quá tuyệt vời luôn. Xe điện nè. Đó, du khách họ cũng thích đi xe điện như thế này nữa quý vị nè. Hàn Quốc đó quý vị, khách Hàn Quốc ha. Nhắc lại một lần nữa, nếu như mà ai sắp xếp đi Đà Lạt mùa này là thuộc dạng là tuyệt vời nhất, lý tưởng nhất quý vị. Từ khí hậu, cảnh quan đến đường xá, giao thông, đi lại, dịch vụ.
đây là cũng dốc Sương Việt Ánh, chạy hướng như thế này là về ngã tư Phan Chu Trinh đó quý vị. Thực sự ra luật càng căng về vấn đề giao thông đó quý vị, thì tài xế sẽ có muốn ẩu thì cũng không dám ẩu, vì nồi cơm của mình cũng phải ra đường chạy cho đàng hoàng. Mà nếu chạy cho đàng hoàng thì mình tốt thôi, tốt cho mọi người thôi quý vị. Quý vị thấy không, ngày trước xe rau xe tải chạy quá tải quá khổ, rồi chạy như chúng không người, rồi đến lượt xe khách, quý vị thấy về quốc lộ 1A xe khách chạy đua bơi kèn cửa nhau để mà tranh giành khách, phải nói rất là nguy hiểm. Nhưng mà nay những anh, những cái bác tài như vậy có muốn chạy như vậy thì cũng không dám ha. Chạy trừ hết điểm đi thi bằng lái lại thì coi như là mệt mỏi luôn á, chứ không phải đơn giản đâu. Mình rẽ phải vào đây để băng về Diệt Sinh quý vị. Đây là một cái căn biệt thự cổ này. Hiện tại người ta đang mở quán cà phê, thấy cổ kính ở trong đó. Có những cái không gian cà phê dễ thương lắm quý vị. Nhiều lúc mình đi lang thang như thế này á, thấy có những cái không gian cà phê mà những căn nhà cũ, hoặc là người ta thiết kế lại theo cái phong cách cổ kính, thấy rất là dễ thương phong cách luôn. Đi hướng như thế này là hướng tới trường Cao đẳng Sư phạm à. Bên này là chung cư này. Đó, nếu như mà ở Đà Lạt có một căn chung cư như thế này ở sinh sống lập nghiệp làm việc là tuyệt vời quá rồi quý vị ha. Đâu có cần mơ mộng gì cao sang đâu. Chúng ta phải đi từng bước từ nhỏ đến lớn nhỉ. Từ ở trò đến có những căn nhà nhỏ nhỏ chung cư này kia, xong rồi làm ăn được thì lên nhà lớn, biệt thự, nhà lầu, xe hơi đó, đi du lịch khắp bốn bể năm châu đó, đi từ từ như vậy quý vị. Ở đây thì có hàng loạt những cái căn biệt thự như thế này. Và biệt thự ở đây thì người ta sẽ cho lưu trú du lịch, quý vị, cho thuê lưu trú du lịch ha. Những tiệm sửa xe này quý vị. Bà con mình làm những ăn thờ là phải nói là làm cả ngày lẫn đêm luôn, giờ chưa nghỉ luôn. Việc người ta làm không hết luôn quý vị. Quý vị thấy không? Có nhiều người việc làm không hết, trong lúc có nhiều người lại thất nghiệp đó. Có nhiều người mà tham công tiếng việc làm cả ngày lẫn đêm làm không hết luôn quý vị. Trong lúc có nhiều người không có việc để mà làm.
thấy có một vài tiệm rửa xe máy đâu quý vị. Trời, họ rửa từ sáng sớm cho đến tối luôn. Khách tới năn nỉ rửa nhưng mà mệt quá, thôi nghỉ mai rửa đi anh chị ạ. Một ngày họ kiếm như vậy là bao nhiêu lần, triệu 2 triệu bạc như chơi là bình thường. Bây giờ chiếc 50 50 vậy đó quý vị ha, ngày rửa 20 chiếc có 1 triệu trừ chi phí, còn gỡ 700 800 tháng kiếm 20 triệu là thu nhập phải nói là khá là cao ở cái đất Đà Lạt này rồi, đủ trang trại nuôi vợ con rồi. Thấy anh lấm lem người về đó nhưng mà tiền về là như là đều đặn. Tuy nhiên không phải ai mở cái tiệm rửa xe ra thì cũng có khách đứng xếp hàng như vậy, người ta phải rửa xe uy tín của vị sạch uy tín. Có nhiều tiệm rửa xe mình đem tới rửa một lần, xong không dám ghé nữa vì họ rửa rất ẩu, đã không sạch rồi nhưng mà nhiều lúc rửa một hư xe luôn, người ta dùng ví dụ những cái hóa chất gì đó cho nó nhanh á, gọn lẹ, rửa 2 3 lần là ví dụ là nước sơn với lại lốc máy là cũng bánh cho lành luôn, cho nên người ta sợ à. Còn người ta uy tín là người ta làm kỹ lắm, làm kỹ như vậy thì khách từ từ đến và càng ngày càng đông làm ăn mới được. Bia hơi Hà Nội và trong này là uống bia hơi Hà Nội đấy. Quán này rất là rộng và hoành tráng luôn đó. Nhưng mà khách thì nó cũng khá là vắng vắng. Xuống đây là lầu ga là é này, nguyên cùng này ha. Xuống đây là đường Dẹp Xính của quý vị. Mình đang hướng về lại trung tâm ha. Về lại quảng trường Lâm Viên và về trung tâm. Ở đây có hàng loạt quán ăn quý vị, lẩu bò Hồng Kông này, rồi tới đầu này là lẩu gà lá é này. Đó, về tới đầu này là lại là Hồ Xuân Hương nữa rồi, rất là nhanh. Đi ngang qua cái hồ lắng này nó hôi thì thôi rồi luôn. Ngày xưa cái hồ lắng ở bên mé Bùi Thị Xuân ấy. Đầu đường Bùi Thị Xuân rồi quý vị, mỗi lần đi qua nó thối hoắc luôn. Bây giờ người ta trồng bèo bọt gì đó, hoa súng xiết gì đó, xuống dưới nó đỡ bớt rồi. Và bây giờ nó chuyển qua cái hồ lắng bên này. Người dân ở xung quanh khu vực này mà nó cũng viêm mũi luôn. Ngày trước thấy rau lại cũng cải tạo cải tiết gì đó rồi quý vị, nhưng mà vẫn chưa thấy ăn thua gì cả. Đấy, mùa này là mùa khô nữa. Rồi về mé này là quảng trường Lâm Viên quý vị ha. Mình vì công việc đi quay video chia sẻ như thế này á mà có thể lang thang thành phố Đà Lạt
ở mọi khung giờ, sáng trưa chiều tối, cho nên như cảm nhận cuộc sống nó rất là tuyệt vời luôn. Có nhiều người cũng làm biếng ra đường, nếu như mà không vì công việc thì cũng làm biếng ra đường lắm quý vị. Phải ra đường mới cảm nhận được cuộc sống ha. Và cảm nhận đủ mọi cung bậc cảm xúc hết quý vị. Từ cuộc sống mưu sinh buôn bán ê ẩm, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện đẹp, rồi chuyện không đẹp, tất cả. Giống như là chúng ta ví dụ đi tu mà ở trong chùa miết gì đó, không mang đến chuyện ở bên ngoài, thì cái cảm xúc con người của chúng ta nó chỉ một màu mà thôi. Đó có thể là màu hồng. Còn khi mà chúng ta xâm nhập vào và đi ra ngoài cuộc sống này thì cảm xúc của chúng ta nó sẽ rất là nhiều thứ, nó đa dạng. Về lại đây là mình chạy hồi nãy giờ là nguyên vòng hồ Xuân Hương, còn thêm những cái tuyến đường kia nữa, đi đúng là tùm lum hết luôn. Qua bên kia là lại vào chợ Đà Lạt rồi quý vị. Bây giờ mình lên đường Trần Phú đi về ha. Lên đây là dọc nhà thờ con gà đó quý vị. Và lên đây là con đường Trần Phú à. Đây là cái thời điểm mà bà con mình là đưa đón con em đi học thêm về. Nói chung là con em của chúng ta đi học cả ngày lẫn đêm đấy. Nằm nướng quán này ngày nào cũng thấy quá đông luôn. Chiên được kinh doanh biết như thế nào mà thấy đông quá trời có đất. Hay thiệt. Có lẽ người ta cũng chi ra để mà làm truyền thông không hề nhỏ đâu quý vị. Bây giờ làm ăn cạnh tranh không chỉ ở ngoài này mà còn cạnh tranh ở trên phương diện truyền thông nữa. Mà cái phương diện truyền thông là mà nó cực kỳ quan trọng trong thời đại công nghệ số như thế này. Nếu ai biết tận dụng.
Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng thành phố Đà Lạt để mà cập nhật tình hình cũng như là tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống cho nó vui ha. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.